Chào mừng tất cả quý khách hàng Toyota Fortuner trong tháng 4 có những model mà giảm lên đến hơn 100 triệu đồng thì áp dụng cho những phiên bản nào? Fortuner ở thế hệ mới đã nâng cấp rất nhiều chi tiết quan trọng như điều hòa hai vùng độc lập, toàn bộ cảnh báo điểm mù ở trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang áp dụng cho những phiên bản nào? Hay như những chiếc máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc vừa được xả kho này lại sẵn hàng đủ màu để giao ngay tất cả các phiên bản đón đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tổng khuyến mại của Fortuner có những model hơn 100 triệu đồng. Vậy chính xác con số cho từng phiên bản là như thế nào? Giá bán, giá lăn bánh cho từng phiên bản ra làm sao? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi chi tiết cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối, Fortuner có đến 7 tùy chọn. Và những chiếc máy dầu số sàn cũng đang được phân phối chính hãng tại Toyota Việt Nam. Nào, trước tiên chúng ta sẽ đi nhanh phần giá niêm yết thôi. Sau đó Văn Hội sẽ chia sẻ nhanh, chia sẻ luôn cái chương trình khuyến mại trong tháng 4 này cho anh chị. Giá niêm yết của Fortuner cũng chỉ từ 1 tỷ 026 triệu đồng cho phiên bản 2.4 số sàn máy dầu. Trong khi đó người Anh 2.4 số tự động có giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu đồng. Đến với phiên bản 2.4 Legender, bên cạnh anh chị ở đây rất nhiều nâng cấp mới từ cam 360 này, cốp điện này, tuyệt vời đúng không ạ? Và cảnh báo điểm mù nữa, có giá niêm yết từ 1 tỷ 259 triệu đồng. Trong khi đó hai phiên bản máy dầu 2.8 tích hợp thêm hệ thống Toyota Tipsy Sense thì sẽ có giá niêm yết từ sao? 1 tỷ 434 triệu đồng cho phiên bản 2.8 4x4, trong khi đó 2.8 Legender sẽ là 1 tỷ 470 triệu đồng. Hai phiên bản máy xăng 2.7 một cầu 1 tỷ 229 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản 2 cầu sẽ là 1 tỷ 319 triệu đồng. Nào, cái hay nhất trong cái clip hôm nay là gì ạ? Đó chính là cái chương trình khuyến mại. Nào, cái chương trình khuyến mại hay nhất trong tháng 4 cho chiếc Toyota Fortuner mà giảm đến hơn 100 triệu đồng thì áp dụng cho những phiên bản nào ạ? Ngay bên cạnh anh chị ở đây luôn. Những chiếc Toyota Fortuner Legender mà số VIN 2022 đang tổng khuyến mại giảm trừ trực tiếp vào giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó những phiên bản khác cũng có giá tổng khuyến mại lên đến gần 100 triệu đồng, nghĩa là trừ trực tiếp vào giá bán luôn anh chị nhé. Cả những phiên bản máy dầu, tiếp đến nào, những phiên bản máy xăng, những phiên bản một cầu chúng tôi trừ trực tiếp vào giá bán đến 5-60 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản hai cầu cũng đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho quý khách hàng. Tuyệt vời đúng không ạ? Trả góp nào, Fortuner cũng sẽ áp dụng trả góp lên đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe, đúng từ 350 triệu đồng. Một chiếc Toyota Fortuner ở thế hệ mới đã nằm trong nhà anh chị rồi. Mua xe thì chúng tôi giao cả online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Anh chị chỉ việc ngồi ở nhà, gọi điện ngay số hotline bên dưới theo từng vùng miền là chiếc xe Fortuner ở thế hệ mới đã nằm trong nhà anh chị rồi. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta dành ra đâu đó khoảng 3 đến 5 phút ngắm nhanh một chiếc Toyota Fortuner nâng cấp ở thế hệ mới để xem rằng là xe sẽ có những trang bị gì. Xin mời anh chị. Khi ở phần phía đầu xe là 4 cái chóa đèn LED căng ngang ra hai bên như thế này, rất nổi bật rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhanh xem là những thay đổi là như thế nào. Thứ nhất là gì ạ? Đó chính là cảnh báo điểm mù trên gương. Lúc nữa thì chúng ta sẽ đi từng phần. Thứ hai, đó chính là 11 loa JBL. Ở phần cảnh báo điểm mù thì chúng ta còn có cả cảnh báo phương tiện cắt ngang. Chúng ta có đến 5 cảm biến sau, 2 cảm biến góc trước và 5 cảm biến sau. Về phần camera, camera của xe ở thế hệ trước cũng đã trang bị cam 360 rồi, nhưng ở thế hệ mới này thì cái mắt cam to bản hơn, cho góc rộng, tăng sáng, nhìn nét hơn rất rất nhiều đó ạ. Tuyệt vời đúng không ạ? Điều hòa sẽ trang bị là điều hòa hai vùng độc lập. Hai vùng độc lập luôn anh chị nhá. Rất ấn tượng luôn ạ. Nào, để đi chi tiết từng phần hay là cái nổi bật nữa thì chúng ta như là cốp điện hay đá cốp thì chúng ta sẽ đến từ phần phía đầu xe. Thiết kế cụm đèn full LED, hai cảm biến góc trước, đèn sương mù cũng trang bị công nghệ LED, logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng, hay camera 360 độ. Chúng ta có cái mặt ca lăng dạng thể thao, hình cái mắt cáo ngang như thế này, rất nổi bật rồi đúng không ạ? Quá ấn tượng luôn. Fortuner 2.4 Legender thể thao nổi bật, ba đời sốc trước hoàn toàn mới luôn. Còn phần phía thân xe là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển.
Đây là tổng quan phần phía thân xe của Fortuner 2.4 Legender. Hệ thống gương, mặt gương thì tích hợp cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang. Hệ thống cam 360 cũng được tích hợp trên gương. Chúng ta có hệ thống la răng nào? La răng của xe trang bị là la răng dạng phay đúc với cái thông số là 265/60R18. La răng 18 inch, lốp bản rộng, to bản, phanh đĩa cả 4 bánh luôn. Rất tuyệt vời. Chúng ta có cái màu trắng ngọc trai cực kỳ là nổi bật, đúng không ạ? Nào, chúng ta còn có gì ạ? Chân kính inlock rất sang trọng. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với cái máy dầu 2.4 như thế này mà đường trường chỉ có 6.8 thôi ạ. 6,8 lít dầu trên 100 km cho một chiếc Fortuner ở thế hệ mới. Tay nắm cửa mạ chrome sang trọng và sáng bóng rồi. Nào, anh máy quay sẽ đến đây để quay chúng ta nhìn thấy được cái camera 360 độ. Đó, đây là cam 360 nhá. Chúng ta nhìn tiếp đến là cảnh báo điểm mù. Đây là cảnh báo điểm mù ở trên gương này. Rất tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đó. Tiếp tục. Ở phần thân xe thì chúng ta có nẹp dọc nóc xe ở trên cao, khỏe khoắn, to bản, thể thao. Hơn 1 tỷ 2 chúng ta sở hữu dòng xe SUV thực thụ luôn ạ. Duy nhất Toyota Fortuner trong khoảng giá hơn 1 tỷ trang bị là khung rời có sassi. Có sassi khung rời luôn ạ. Thành ra là cái khả năng di chuyển địa hình cực kỳ linh hoạt, hay khả năng chịu tải rất lớn và khả năng cách âm rất tốt, vì không phải loại body liền thân mà. Còn phần phía đuôi sau là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Có lẽ ấn tượng là sẽ đến từ cái phần nổi bật. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái phần cốp điện. Cốp điện của Toyota Fortuner 2.4 Legender hoạt động khá nhạy và hiệu quả. Không chỉ có vậy đâu ạ, xe trang bị 11 loa JBL, trong đó có một loa SUV ở phần phía sau như thế này, cho cái tiếng bass đánh sâu, trầm, rất hay luôn. Hay như cái khoảng không đửa đằng sau, chúng ta để được 3-4 vali, vất dẫn rộng rãi luôn. Phần cốp chắc chắn rồi, sẽ có ngay cái phần chống kẹt trong trường hợp mà chúng ta không may chạm vào vô tình, đúng không ạ? Nào, chúng ta đóng lại thì sẽ thấy thêm điều gì nữa. Đó chính là cái phần đèn xin nhan tuần tự. Xin nhan tuần tự cả phía đằng trước lẫn phía đằng sau, rất là nổi bật. Hai cái đèn LED ở sau hậu căng ngang. Ở thế hệ mới thì chúng ta còn được tích hợp thêm là đèn sương mù sau LED. Ở trước chỉ là cái chóa phản quang thôi, như thế hệ mới này chúng ta đã được nhà sản xuất trang bị rồi. Không chỉ có vậy đâu ạ, chúng ta có đến 5 cảm biến sau. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là chúng ta được thêm một cái cảm biến ở giữa nữa, để tăng hiệu quả khi mà chúng ta lùi, an toàn hơn. Rất tuyệt vời. Anten vây cá mập ở trên cao, đèn phanh thứ 3, hay gạt mưa phía sau, logo chữ Fortuner cực kỳ là nổi bật. Còn bên trong nội thất xe, những cái điểm mới là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện nội thất mới nhất của chiếc Fortuner 2.4 Legender phiên bản mới nâng cấp 2022. Để mà nhận diện thì từ phía tappy này nhá, thì chúng ta sẽ có thêm là gì ạ? Cái màu đen, màu đỏ như thế này, đen kết hợp đỏ để nổi bật. Chúng ta còn có thêm cái đèn LED như thế này này, anh chị có thể nhìn thấy này, buổi tối này, LED viền, cái phần LED viền như thế này, rất là nổi bật luôn. Chúng ta có 4 kính là đều auto một chạm, chỉ cần một chạm thôi, rất hay nè. Hay gì nữa nào, 11 loa JBL, 11 loa luôn anh chị nhá, quá tuyệt vời luôn ạ. 11 loa JBL luôn, đó chính là những cái sự thay đổi mới. Chúng ta còn có thêm gì nữa nào? Chúng ta có ghế đi chỉnh điện. Ghế chỉnh điện rất tuyệt vời luôn. Không chỉ có cho người lái đâu ạ, cả ghế chỉnh điện cho người ở bên phụ nữa. Hay ở bên sườn này thì chúng ta có đến công tắc điều khiển của 7 cảm biến, hệ thống tắt bật của mở cốp sau, camera 360 độ, hay là hệ thống giữ 3 giây để mở cốp điện. Ngoài ra chúng ta có lẫy nắp bình dầu và nắp capo. Vô lăng thì được trang bị thêm, đó chính là cái phần viền vân gỗ như thế này, rất sang trọng. Bây giờ anh máy quay sẽ ngồi vào trong để chúng ta tìm hiểu chi tiết. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc Toyota 2.4 Legender phiên bản mới 2022. Thực sự là một cái không gian ở bên trong nó quá là cao cấp và sang trọng rồi, cực kỳ là nổi bật luôn nào. Nổi bật đầu tiên sẽ đến từ những cái sự thay đổi
đó chính là hệ thống điều khiển điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây, như Văn Hội thích 26 độ, như bên này thích 24, 25, 23 độ, là hoàn toàn là khác nhau, đúng không ạ? Tiếp tục là gì? Ở màn hình kết nối CarPlay và Android Auto này thì xe còn trang bị bản đồ theo xe luôn bằng tiếng Việt, rất ấn tượng. Hệ thống loa thì lên đến 11 loa JBL, rất sang trọng, và quan trọng nhất là cái tiếng âm nó rất dày và hay đó. Rồi, ở bảng đồng hồ trung tâm thì chúng ta có gì nào? Ở bảng đồng hồ trung tâm này thì chúng ta sẽ có những cái phần nổi bật như là cái hướng đi này, hướng của bản đồ này, hay là hệ thống km trên giờ và điện tử. Không chỉ có vậy đâu ạ, mà chúng ta còn có thêm các cảnh báo phụ trợ khác như là hệ thống đánh góc lái này. Chúng ta đánh góc lái thì nó sẽ có báo hay là lượng tiêu hao nhiên liệu tức thời, lượng liệu trung bình, lượng xăng trong bình, lượng dầu trong bình còn đi được. Rất dễ là chủ động để chúng ta nhìn. Bên trái chúng ta có đồng hồ vòng tua động cơ, hai bên phải đồng hồ vận tốc bằng analog nữa. Hệ thống đèn chắc chắn là sẽ là tự động, tích hợp lấy chuyển số này, lấy chuyển số ở hai bên, hai hệ thống gạt mưa, có chỉnh in time thời gian theo ý muốn. Chúng ta có hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình, cũng như điều khiển khiển lớp màn hình layer như thế này, rất nổi bật rồi. Thoại rảnh tay chúng ta có ngay hay là kích hoạt giọng nói, và chúng ta còn có thêm là điều khiển volume và chuyển kênh. Đây là tổng quan cái phần vô lăng của chiếc Fortuner 2.4 Legender. Thế sẽ đến sự thay đổi từ đâu nữa nào? Đến từ đó chính là cảnh báo điểm mù ở trên gương. Để sử dụng cái hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương này thì nhà sản xuất còn cài đặt thêm để chúng ta có thể có cái phần cài đặt như thế này. Chúng ta bật vào đây, on off. Đó, anh chị nhìn ở trên gương này. Đó, rất tiện đúng không ạ? Cảnh báo điểm mù này kết hợp với RCTA, hay còn gọi là cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có nhiều cái cài đặt phụ trợ khác, rất tuyệt vời. Đây là tổng quan ở bên trong Toyota Fortuner 2.4 Legender, vô lăng vân gỗ như thế này, tay nắm 7 túi khí, điều hòa hai vùng, chìa khóa thông minh, xe trang bị hộp số tự động, kết hợp camera 360 độ và có những cái vạch dẫn hướng và có những cái góc rộng như thế này để chúng ta có thể chủ động chúng ta nhìn, hay là những giải số S, sport dạng thể thao hay lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Xe trang bị ba chế độ lái, bao gồm là chế độ Eco này, hai chế độ Normal và chế độ Power để vừa tăng tốc. Hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử vẫn sẽ được trang bị theo xe, quá tuyệt vời rồi. Gương điện tự động chống chói hay là cái hộc để mắt kính rất tiện dụng như thế này, đúng không ạ? Rất tuyệt vời rồi, hợp lý đúng không ạ? Gương điện chống chói đây rồi. Tổng quan bên trong, ghế da 11 loa, màn hình giải trí CarPlay Android Auto, một không gian khá là rộng rãi. Ở hàng ghế thứ hai thì sẽ trang bị những gì? Trước khi đi đến phần tổng kết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tại thì Văn Hội đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của Toyota Fortuner 2.4 Legender. Chắc chắn rồi, ngay cả kính sau thì cũng auto một chạm. Đây có chữ A đây ạ, anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Văn Hội chưa bật cái khóa điện lên. Ở thế hệ mới thì chúng ta cũng có đường viền LED như thế này. Tiếp tục là gì nào? Cái khoảng không để chân hàng ghế thứ hai cũng đã khá rộng rồi. Chúng ta có thể tiến lùi được cái ghế này nhá, hay là ngả này. Chúng ta ngả được hết luôn ạ, ngả hết luôn nhá. Rất dễ chịu luôn, thoải mái. Nhưng ấn tượng nhất sẽ đến từ việc anh chị nào mà hay đi đường dài, chúng ta có một cổng AC 220V, vụ nguồn điện 220V nữa. Với cái nguồn điện này thì chúng ta có thể sạc được MacBook, laptop, hay là chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị lên đến 100W. Hai cổng sạc nhanh, quá tuyệt vời, tựa tay, ngồi rất dễ chịu luôn. Hay là ở đằng sau thì chúng ta vẫn có hệ thống điều hòa tự động để chúng ta điều chỉnh riêng luôn nhé. Hay ở hàng ghế thứ ba thì anh chị biết là một chạm gập như thế này nó sẽ gập phẳng lại để chúng ta bước lên, rất dễ chịu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tổng kết và tổng giá lăn bánh. Xin mời anh chị. Với những trang bị thay đổi nâng cấp như vậy, phải nói rằng là Toyota Fortuner 2.4 Legender sẽ là một trong những cái dòng xe SUV 7 chỗ ngồi đáng mua nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đó chính là những cái chia sẻ review chi tiết của Văn Hội. Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.